Một cái thông tin cực kỳ là vui mà video này em muốn cập nhật chia sẻ cho các bác nhá Là em mới nhận được một cái thông báo là bạn đã được cộng 41 USDT về cái ví OneNote Thì à, hôm trước em có làm một cái lệnh rút ở trên cái ứng dụng đào coi tự động ấy Thì à, hôm nay nó đã thanh toán về đây rồi Đây em sẽ vào cái mục USDT cho các bác xem nhá Thì à, tưởng là nó sẽ không về cơ Đầu tiên em nghĩ bởi vì à, nó cũng rơi vào khoảng độ là gần 2 tuần rồi Đây các bác có thể thấy này Vừa đầu giờ chiều ngày hôm nay em nhận được là 41 USDT lúc 15 giờ 22 phút có nghĩa là lúc 3 giờ chiều đây nhá. Là cái số tiền này nó đã cộng về đây rồi. 41 USDT này nếu mà tính ra tiền Việt, đây em sẽ sang quy đổi cho các bác xem nhá. Các bác ghi là 41 ra. Xem nó là bao nhiêu tiền ở đây. Nó rơi vào khoảng độ là 1M012.000 ở đây nhá. Rất là tuyệt vời. Và đầu tiên thì à, khi mà em rút tiền ấy thường thì mọi lần rút thì nó chỉ rơi vào khoảng độ là hơn một tuần thôi là tiền nó về thì đợt này nó lâu hơn một chút thì em cứ nghĩ là rút tiền nó không về cơ nhưng mà hôm nay nhận được cái thông báo cho thấy đây là một trong những cái ứng dụng đào coi tự động uy tín và cực kỳ là ngon đến cái thời điểm bây giờ hiện tại những bác nào mà chưa tham gia ấy, thì các bác có thể tranh thủ và tham gia luôn ở đây cho em nhé à, bây giờ em sẽ sang cái ứng dụng này để em cập nhật chia sẻ cho các bác cái ứng dụng này thì nó không quá là xa lạ đối với một số bác mà hiện tại đang theo dõi trên kênh của em Em chia sẻ cho các bác một vài video về cái ứng dụng này rồi đến cái thời điểm bây giờ những bác nào mà chưa tham gia ở trên cái ứng dụng này thì các bác có thể nhanh tay tham gia nhé Đây các bác có thể thấy này ứng dụng Asatoshi Go và em sẽ vào cái mục lịch sử rút tiền cho các bác xem Và đây các bác thấy chưa em rút là 41 USDT ở trên cái ứng dụng thì nó vẫn thông báo là đang xử lý nhưng mà thực ra thì tiền nó đã về rồi để quan trọng là tiền nó đã về rồi nên là các bạn yên tâm cái này chỉ sang ngày mai thôi là nó báo như mục bên dưới là đã xuôi rét có nghĩa là đã thành công rồi nhá thì tổng số tiền em đã rút được ở trên cái phần này nó rơi vào là 50 à đâu ở 57 đô rồi ở đây thì em chơi hai tài khoản nha các bác nhá bởi vì em thấy hôm trước em rút tiền về ấy, thì em thấy nó cực kỳ là ngon nên là em chơi hai tài khoản cái tài khoản kia thì em rút được nhiều hơn Tài khoản kia em rút được hơn 400 rồi cơ Hơn 400 USDT rồi cơ Tài khoản này được gần 100 tổng cộng được hơn 500 USDT Đấy hoàn toàn là miễn phí nhá Và làm sao để chúng ta có thể tham gia khai thác Và chúng ta có thể kiếm được cái số lượng Satoshi Ở trên cái ứng dụng này thật là nhiều Để các bác có thể quy đổi sang USDT nhá Có một cái điểm em khá là thích ở trên cái ứng dụng này Là nó cho chúng ta sở swap sang USDT luôn cứ vào 7 giờ tối thứ hai hàng tuần là các bác có thể sử góp được sang còn đối với những bác là mà lần đầu tiên tham gia ở trên cái ứng dụng này Sau khi mà các bác đăng ký thành công xong các bác download cái ứng dụng này về các bác đăng nhập vào cho em Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta sẽ thêm cho em cái hình ảnh đại diện ở đây Đối với những bác là mà chưa thêm cái hình ảnh đại diện ở đây thì các bác Vào đây các bác chọn một cái hình ảnh đại diện bất kỳ của các bác Các bác thêm cho em bắt buộc phải có nhá Sau khi mà chúng ta đã có cái hình ảnh đại diện rồi Bây giờ em sẽ cập nhật cho các bác về bốn cái mục để giúp các bác có thể kiếm được cái số lượng xu này nhiều nhất bởi vì càng kiếm được cái nhiều xu này các bác quy đổi ra usdt của các bác nó sẽ càng nhiều nhá và sau khi mà các các bác quy đổi ra usdt thì cái số lượng xu này của các bác không bị mất đi để các bác vẫn giữ lại cái tổng số này của các bác và đợi ví dụ tới này mà cái đồng Asatoshi này nó được list trên một cái sàn nào đó chẳng hạn mà các bác lại được rút cái số lượng satoshi này về để các bác có thể giao dịch thì nó quá là tuyệt vời luôn và em nghĩ không lâu nữa đâu thì cái số lượng satoshi này nó sẽ được list trên một cái sàn nhất định, cái sàn tốt ấy. Bởi vì uh, chẳng nhẽ lại các bác cứ hình dung này, không có một cái ứng dụng nào mà nó cho chúng ta tham gia khai thác mà lại được quy đổi ra USDT sau đó lại cho chúng ta rút về phải không? Thì cho thấy đây là một cái nền tảng nó cực kỳ là lớn, hơn nữa nó quy mô để chúng ta có cơ hội được có thể rút cái số lượng đồng Satoshi này ra rất là cao Nên là các bác tranh thủ nhé à, Bây giờ thì em sẽ cập nhật cho các bác là làm sao để chúng ta có thể kiếm được nhiều xu và gia tăng được cái tốc độ đào Các bác có thể để ý ở đây cho em này nó sẽ có hình răng bánh cưa ở đây Thì à, các bác sẽ ấn một phần hình răng bánh cưa ở đây cho em này ở đây thì à, chúng ta sẽ khai thác cứ 24 giờ các bác sẽ vào và các bác kích ở đây Hiện tại thì em đang còn là 8 tiếng nữa Em sẽ vào đây và em sẽ kích Ở à, trong cái mục này thì à, các bác sẽ khai thác theo nhóm nhé và mỗi một nhóm nó sẽ bao gồm là 5 người thì làm sao các bác có thể thêm nhóm được thì các bác có thể ấn mục phần edit add ở đây. Đây các bác thấy chưa? Hiện tại thì em đã thêm 5 người bạn của em vào rồi. À, để thêm 5 người bạn vào đây thì chúng ta chỉ cần tìm 5 người bạn tham gia đăng ký bằng cái Gmail ở trên cái nền tảng này. Rồi các bác ấn vào mục add ở đây. Sau đó các bác dán cái Gmail của người bạn của các bác ra đây nhá. Hiện tại thì em đang có nhóm chéo ở trên Zalo nhóm này thì nó rơi vào khoảng độ là gần 700 người để cùng nhau gửi cái gò mai lên đây mỗi một bác chỉ nhận à, chỉ nhập cho em là 5 cái gò mai thôi nên là các bác vào cái nhóm Zalo của em các bác chỉ cần gửi cái gò mai đăng ký cái ứng dụng này lên nhóm bảo là chéo thì à, những người ở trong nhóm người ta sẽ gửi lại gò mai để các bác copy và các bác ADD vào đây sau đó những người đó người ta lại copy cái gò mai của các bác người ta ADD vào đấy chỉ cần đủ 5 người là các bác sẽ gia tăng được cái tốc độ đào đây Mỗi một người chúng ta sẽ nhận được là 10 Satoshi ở đây nhá. Đấy rất là tuyệt vời nên là các bác vào nhóm Zalo của em để các bác có thể ADD vào. Cái đó, mục thứ hai để các bác có thể nhận được thêm cái số lượng Satoshi là các bác có thể thấy những cái đồng xu vàng này. Ở đây thì nó sẽ có khoảng thời gian nhá. Đây ví dụ như là còn 2 tiếng nữa thì chúng ta sẽ vào đây và các bác lại nhận tiếp. Rồi. Đấy là cái phần tiếp tục cả các bác lại vào đây nhận tiếp ở đây cho em này. Nó sẽ có cái phần nhận rồi. Cái mục này thì nó rơi vào khoảng độ là 4 tiếng thì cứ cái nào mà Có nhiều cái thì chúng ta ấn vào đây thì chúng ta cần phải xem một cái video khoảng độ là 20 giây cho tới là 30 giây nhá là các bác có thể nhận được. Đấy tiếp tục lại ấn vào đây tiếp cho em này. Đấy là cái phần thứ hai để các bác có thể kiếm được cái số lượng satoshi ở trên cái mục này. Tiếp theo cái phần thứ ba là dành cho những bác là mà có cộng đồng nhiều thì các bác có thể tham gia đi chia sẻ cái đường link của các bác để giới thiệu bạn bè và khi càng nhiều người tham gia đăng ký theo cái đường link của các bác ấy thì cái tốc độ đào của chúng ta nó sẽ nhanh hơn nhá đây các bác ấn vào đây này sau đó các bác có thể đi giới thiệu chia sẻ bạn bè ở đây cho em các bác có thể chia sẻ lên những cái hội nhóm kiếm tiền trên zalo trên facebook đây là một trong những cái ứng dụng đào coi tự động cực kỳ là ngon nhá à, tiếp theo đến cái phần thứ ba à, à, cái phần thứ tư là hiện tại cái ứng dụng này nó đang liên kết với cái ứng dụng Detox ở đây. Cái ứng dụng Detox là một cái nền tảng mạng xã hội xem video để chúng ta có thể nhận được xu và cái số xu này nó cũng cộng sang cái đồng Asat Asatoshi này cho các bác nhé. Nên là các bác có thể vào cái mục Detox này, chúng ta tải cái ứng dụng này về sau đó chúng ta liên kết và các bác xem những cái video ngắn ở đây cho em. Đấy là bốn cái phần mà em cập nhật cho các bác để các bác có thể kiếm được thật là nhiều xu ở đây. À, hai cái phần quan trọng nhất đó là các bác cần phải thêm cho em cái hình ảnh đại diện là phần đầu tiên sau đó vào đây ADD cho em 5 người để các bác có thể vào nhóm Zalo của em để các bác có thể chéo cho em nhá bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác là rút tiền ở đây thì các bác ấn một phần account cao đây cho em trong cái mục account này thì sẽ có nhiều bác hỏi em là cái phần hai cái phần tiền này có một phần là lốc một phần là unlock satoshi unlock ấy à, thì cái phần mà lốc như này này là hiện tại đã được mở khóa rồi nhá Còn cái phần unlock là hiện tại chưa được mở khóa Thì ở đây cứ mỗi một tuần nó sẽ tự động mở khóa cho các bác nhé Cứ mỗi một tuần trôi qua thì nó sẽ tự động mở khóa cho các bác Đây là các bác yên tâm Và làm sao để chúng ta có thể nhận được cái số lượng USDT ở đây Thì đơn giản không Cứ vào 7 giờ tối thứ hai hàng tuần Thì chúng ta sẽ nhận được một cái hòm thư ở đây Các bác nên nhớ nhé đợi cho em đúng 7 giờ tối thứ hai hàng tuần, chúng ta sẽ nhận được một cái hòm thư ở đây và các bác vào đây, các bác sẽ quy đổi đây. Như uh, tuần trước em quy đổi được ở đây là 10 đô, đấy rất là tuyệt vời. Và hiện tại thì em số dư của em đang có là 24 đô ở đây. Và khi các bác rút tiền, các bác vào các bác sao chép cho em cái địa chỉ ví USDT TRC20 dán ra đây, nhập cho em cái số tiền và cái thời gian rút tiền thì chúng ta sẽ rút bắt đầu từ ngày 18 cho tới là ngày 28 hàng tháng nhá. Và min rút ở đây là 10 đô. Đấy cứ từ ngày 18 trở đi hàng tháng là các bác có thể rút tiền nhá. Và mi rút ở đây là 10 đô và em đã rút hai lần rồi. Và ở bên tài khoản kia thì em rút được hơn 400 cộng với bên tài khoản này tổng cộng em đã rút được 500 rồi. Đây là một trong những cái nền tảng nó cực kỳ là ngon. Hơn nữa chúng ta tham gia hoàn toàn là miễn phí, chúng ta không cần phải bỏ một cái đồng vốn nào ra cả. Bây giờ mà các bác tìm kiếm được một cái ứng dụng mà đào coi tự động uy tín và miễn phí như này thì nó cực kỳ là hiếm nhá. À, có rất là nhiều bác có bảo em là Kiểu như là rút tiền mãi không về thì hôm trước em cũng rút tiền như các bác, em cũng đợi mãi mà nó không về, nhưng mà may quá hôm nay nó đã thanh toán rồi. Thì cho thấy một điều là dù các bác kiểu như là chỉ sợ các bác không có USDT để các bác có có thể rút thôi, chứ khi mà các bác đã có rồi thì các bác yên tâm nên là bởi vì là kể cả nó không về, dù nó không về đi chăng nữa thì đây là một trong những cái ứng dụng đào coin free phải không đấy chúng ta cũng không phải mất gì cả hàng ngày chúng ta chỉ vào kích thôi còn bác nào mà chăm chỉ chịu khó hơn thì các bác có thể làm nhiệm vụ là xem video hoặc là nhận những cái dòng xu đây sau đó chia sẻ đường link nhá rồi đấy là những cái mục mà em cập nhật chia sẻ cho các bác ở trên cái ứng dụng này à, thì cái video này của em kết thúc ở đây những bác nào mà không hiểu thắc mắc gì các bác có thể kết bạn qua zalo em sẽ hướng dẫn bây giờ em sẽ sang quay và trao quà cho hai bác may mắn nhất ở cái video đặt trước đây Bây giờ thì em sẽ quay và trao quà cho hai bác may mắn nhất nhá. Xem video đợt trước của em có bao nhiêu bình luận đây. Thì à, các bác tham gia xem video trên kênh của em, các bác còn có cơ hội nhận được cả quà nữa nhá. Đây là rất là tuyệt vời và mỗi một phần quà trị giá là 5k. À, video đợt trước của em có 130 bình luận. Em xin chúc mừng bác đầu tiên này. Đây là bác thứ hai. À, sau video này hai bác chụp cho em cái số thứ tự gửi qua bên Zalo, kèm theo đó là số Momo, em sẽ tặng bộ bác một phần quà trị giá là 5k nhá và để tham gia nhận quà trên kênh của em rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần vào xem hết video, sau đó các bác để lại cho em một bình luận bất kỳ. À, sau đó cuối video em quay trúng cái bình luận của bác nào đó thì bác ấy có thể kết bạn qua Zalo để em tặng quà nhá. Rồi video này em kết thúc ở đây. Em xin chào tất cả các bác nhá.